này chào các bạn nha. Mình test cây mận chạc 85 các bạn. Chạc không lồng ha. Bữa nay mình test cái viên thuốc các bạn. Rất là may mắn nha các bạn, rất là may mắn ha. Cây mận các bạn chạc 85 ha, rất là ok ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.